Có thể nói, sò vàng là vua của mọi nghề, vừa có vàng, vừa nhàn hạ, lại được xã hội trọng vọng. Đào vàng cần máy dò vàng đến ngay Thái Thắng trộn hàng mê luôn. Bên em đang siêu giảm giá các thể loại máy dò kim loại, máy dò vàng phục vụ các bác trong mùa hè này. Với đa dạng sản phẩm từ mức giá bình dân AR924, máy trung cấp AS944, máy cao cấp TM88 hay là TM99S. Đặc biệt có máy dò vàng chuyên dụng của Mỹ B75. Các mẫu trên đều có chức năng dò tất cả các kim loại, cân bằng mặt đất, thậm chí TM99S còn có chế độ cân bằng tự động. B75 thì vô vàn các chức năng, nhiều chế độ dò, có thể cân bằng bằng tay hoặc là tự động. Độ sâu tối đa đạt từ 3 đến 4 mét với những cái vật thể lớn, rất thích hợp với điều kiện Việt Nam hay dò ở hũ tiền cổ. Ngoài ra máy dò còn có ứng dụng vào khảo cổ, giả phá bom mìn, dò cắp ngầm, kiểm tra an ninh. Còn khi chúng ta dùng cái chế độ phân biệt kim loại đen, sắt, thép với kim loại màu như là vàng, bạc, đồng thì cả 5 máy đều đáp ứng rất là tốt. Đặc biệt là TM99S thì phân biệt rất là rõ ràng. B75 thì có thể phân biệt theo âm thanh hay là có thể phân biệt loại trừ nhiều kim loại khác nhau. 3 sản phẩm còn lại đều có thể loại trừ sắt. Trên thân máy được trang bị jack cắm tai nghe 3.5 hoặc B75 có thể kết nối tai nghe Bluetooth để có thể dò những nơi ồn ào hoặc là cần sự riêng tư. Một số máy có thể dò dưới nước, thậm chí B75 có thể lặn được dưới nước. Cả 5 máy dò đều được trang bị pin sạc cho thời gian hoạt động lâu dài. Vâng, với chỉ vài triệu thôi, các bác đi dò mà kiếm được một cái thỏi vàng thì bằng mấy lần cái máy dò rồi. Có hướng dẫn trực tiếp bằng cách gọi điện hoặc là video thoải mái luôn. Bên em về mỗi loại 10 con khuyến mại cho các bác, bán hết là không còn nữa đâu.